នឹងក្រៅក្រៅក្រំសាដែលតគុណទេសទេតែដោយលឺថាតគុណគួងនៅពោធិសត្វដែរបានជាកណាចង់ដឹងសួរតគុណថាតើការកសាងពហិរនេះការបែរមុខទៅលិចបែរមុខទៅកើតនេះវាមាននៅក្នុងគម្ពីរដែរឬទេព្រោះតាមកណាអង្កេតមនុស្សមើលទៅពហិរដែលកសាងគឺច្រើនបែរមុខទៅកើត តែដោយឡែកវិហារនៅស្រុកបកានខេត្តពោធិ៍សាត់មួយនេះស្រាប់តែបែរមុខទៅលិចតែឯងហើយបជាជននៅស្រុកបកានគេតែនិយាយថាវត្តនឹងគឺមានបារមីប្រកែណាស់តើហេតុផលអីបានជាវិហារនឹងបែរមុខទៅលិចតែឯងខ្ញុំមិនដឹងចប់ទៅគុណអឺស្មាធ្លាប់រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រកាលនឹងយើងមានចម្បាំងជាមួយសៀម นั่นហើយសៀមនឹងក៏ដឹងថាខ្មែរយើងប្រពៃណីខ្មែរយើងទំលាប់មិនទំលាប់ថាឲ្យតែពហិបែរមុខទៅកើតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់ពេលទំលាប់អញ្ចឹងវាអត់មានត្រីវិស័យអីណាដូចយើងឥឡូវច្រើនទេចំណាំអញ្ចឹងឯងឯងដាក់ទឹះដៅពេលដែលគេច្បាំងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្មែរយើងសើបការបាន សើបការបានព្រោះមេតបគេបជាថាអោយតាឃើញពហិបែរមុខទៅកើតជ្រុលរុលទៅកើតទៅអញ្ចឹងណារុលទៅកើតទៅដីខ្មែរអានោះប៉ុន្តែអញ្ចឹងខ្មែរយើងសើបការបានអញ្ចឹងក៏ដាក់ព្រះអង្គបែរមុខទៅលិចទៅអានោះច្រឡំទឹះវាអត់វាយទៅកើតវាវាយទៅលិចវិញអញ្ចឹងបានពហិនឹងវានៅបែរមុខទៅលិចលូនហើយមានប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងណាស្មានធ្លាប់រៀនប៉ុន្តែហ្នឹងតែមួយហ្នឹងពោះរឿងហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមការសង្គ្រាមខ្មែរម
cát khăm ai vô ta tổ lách xiêm chẳng phơ mách đâm bay đăng lách cát mơ bờ hè ra bờ hè bài mục tổ ná nông ai là bờ hè giờ bờ hè bài mục tổ ná tổ nông ai cá nông toàn cát chỉ bờ hè đấy chỉ nè ngay chỉ bút rùp nè ngay còi máu có cái phơ nè ngay nè phơ bờ hè đâu ai đó là dớn với đăng bộ vật sa chẳng thực phàn cùng bài mục tổ lách bàn bồn chờ này nào cát liệp cát sợi chẳng tới vật ta sắp xếp như thế rương bật nó việc xếp nó trong cái này thọp trai chế rư nưng đai ban sư ta ta rồi trong cái này ban mà riên trong cái này trai chế rư bệ hiền đó tại đặc quân thọp môn tại ประเทศ Thái cao Thái căn tà sna bụt đai ta nè vật ព្រះ ban mục tlịch mới đai thế nơi Thái có kê tmlop đối dương chăng đai pụt pụt Thái hay pụt khmae nưng vi mbô tới kia pân bơ một phụ mía khọ chỉ mùi lăng cá khó lăng cá cái thôi đánh bay một tổ chơi em đắng nâng à lăng cá cái bay hay mình bà con tiện lăng cá cái bay một chờ anh cả lại nhá về luôn bây chia bà bay này bà giờ ngày dân tùm lọp á dân tùm lọp đại xa dân tùm lọp thập bê bà bột trà nâng bà ông bay bà phẹt tự cào rồi tớ cả dân phơ bà phẹt bà bột nâng chả anh ta bay tự cào bà nó cùng hồ là hốt luộc nha thà bà mình phơ tự cào bê khổ thả chân cho họ tê đối với anh vô tha bộ put bài từ cao giúp lệ sầm một bài đấy đào từ ấy tới mấy nè từ nát của bạn bài từ nát của bạn bên khăn nào bởi chỉ vập và thua bỏ dấn cứ phơi bài mốt tới từ cao nâng chỉ vập và thua chỉ bởi vì này thì mà tha vừa khó vừa to ấy về mình này bên mà giang đây tới sọc máy dân ở sâu miền plau prap ấy dân trên nam chân lệch cao trường từ bóng ở từ khơi vót đằng ta từ cao đấy mà giang đây nè là o đây bây giờ chè thưa tụi lạch phong tụi trường phong quyền bình tự bình đầy là ở ngay tham ăn đâu sau khmer mưa tập hè đấy nông trường ca mây u áp tới mưa tập hè tập hè bay một tuần á nâng cao đã chè nằm từ đài là o mà giang đấy mình chỉ tỏ khỏi thì bên bờ nâu sau này đến nâu nâu mà để cắn miền vọt mới nè thưa vọt nâng tỏ khi nè thằng thà vọt nâng bật thưa bay một tuần cái vượt tuần nè bật thưa bay một tự sáng về tớ liền đã chân tới luộc nè nè ngay ở đây miền này tiết được rồi phải chọc bàn nắng nè
mean pru sa tang oh hai ko ban som som ma chai kae pia pok dai ka pok luo dai hai ko prab pok te vin tha kum barom cham pe ban hai nang ta noi chmuoy kon nang thai ra sa aing chang te ko damna rueng nang ko pok ko ban te nau kon ti 1 kon ti 1 doi tha thua chaka hot chang ko prab te pok vin tha bài nơi mùi nhóm hot á chấn bài tận nơi mùi con tivi ơi chấn có ban tận nơi chấm mùi con tivi nắng pe nhám bài nắng có đôi thà mà hô bát chén nhé chấn bài tận nơi mùi con tivi ơi hay là bốc có ban tận nơi con tivi có đôi thà luôn ấy thẹn luôn chữ là pe thẹn luôn chữ tới có đầy bốn cặp phe sạc nè tháng ba chơi mà bẹt đọc bề từ tới còn là lương chẳng có đầy bốn việc sáng là chốc bờ xanh chỉ ở lối tràn tại những thời thời gian bệnh bố còn từ lưu bạp nắng cổ đi thà cả hiệp tổ chất cổ quên bảo vệ luôn ấy rồi đi thà tranh bị tẹt con thị bày nắng cổ từ chỉ là thà từ hai cổ ngày mũi đòi miền kê nè đa tam lời nắng cổ kê khơi lưu bị thà quạt khẹt luôn từ chỉ nè được sống tiến cổ kê lại vịt ô ở đầm bay hồ côn ấy mà than đi chìa bốc bạn này xưa bằng con nó là nên dành châu đòi bị tổ băng rồi ấy mùi còn chẳng có lại tới có con khơi còn non kia mù mà tệ kia có mà xong mà tốt bìa bốc có tận nơi cho mùi kia mình cái ná chăng xua tha không nông sạch rương đấy bởi xanh thì dân mơ tha cầm hộp bỏ con cái ná chưa tha cục kia nằm mơ vô tha con miền phiệp khó tràn bởi nay cái ná chăng cài tha bởi xanh chìa cái ná toàn chụp rương bài hà nó bên trong xua tha ta muốn nâng cao hai nâng ta dân miền biệt thị bài na tăng bị cả chạy kê là hộ đỏ ca luôn nơi cho mỗi côn ca na khinh côn miền phiệp khó côn ta dân cua còn tại lưu phim dân chập đàm tôi chập phim hái cô chạy tranh bị tre nào rồi dân từ mua thả lỡ hai côn mà vậy thà côn anh che ta miền biệt thị na cũng mọi đó nặng luôn anh từ chạy tranh hái từ miền bành hà bài nâng đó đôi rương phim nè tư đôi rương thì tiền nó bị đầu đấy gì bị cắt phơi pay bà đây nhầm áp bà sao mày hai chữ cái tay lồng nom rương phim côn buồn nè sao mày bút ca để làm cái rương nưng miền côn buồn nè nưng phim nưng cọt miền drop bầm bay sen cả phần nè côn bún đặc ca hơi tứ chạy ơi mình nẹm mà xài mình nẹm sáng còn nó sao bún sàn chân tới còn chỉ priem priem pu mai đào tại côn nó cái cực than lôi bốc nó sao chả hơn bình chân lại còn vô bộ buồn tiệt lôi nó về tàu bàn lôi bộ buồn chân còn tự vô chặt tục đạn phẩm ra chỉ bạch cụ là hốt hốt đỏ còn nó tuôn chất á có cái xua tha lúc ở phúc miên trong ban bộ quân thì đây thôi phúc cha hay miên trong ban ấy thế ha nhưng mà là tục lôi cả tục dụ quân cái vợ ăn dụ một quân tục lôi đấy chạy côn hồ si đâu xuống côn chầm ruột âu phần nặng chẳng hết đấy chẳng có ta ở chẳng men đập về chạy ở tứ có cái lìa với nhau tha bộ phúc phạt hạt đấy chầm từ tiệt kỳ từ sự điên đôi đường mình chẳng và hai chị cái tay rưỡi nước tam lùm nòm nè mình nấu hiện sả hào tích đời xa nấu pe để từ nấu chỉ mùi côn nước ban tao bảo man ngày tích côn bóc cát côn pro côn và xa sờ sẩy chân côn pro nó ngặt hiên vậy ấy vậy tụi bọn buồn nè chặt cả ngày mới nó đăng kỳ trâu nè mấy quạt hiệp lang từ lợp tiền với cái chô bị lợp tiền chẳng hay áo cất nâu nâng đệ nâng xi nâng là hồ đấy mà là chạy trộm ở đằng nhóm bồn bồn hot tàu chẳng mấy con nó hôm tận năng chẳng quạt khẳng việc khẳng nè trên vì nắng tôi côn thì pì đôi cái này đang kịp vượt đôi tại này là hốt đã trong cái đói à rương mấy cái là on chất cái bị phiền xa cái này đây tại rương nước vì ớt ai ở cao hay quạt lang tia cao ok cái nâu lâu tia hay quạt hiệp lang cái oi lang thì thành chân quạt có đào chính khai cho nên sông tiền là hốt từ chu pre sama samput nó lưu tập bọn tay để chui đọt sợi dây chân tức từ rô bọn bộ môn năng đại scol bọn đại tỷ đọt về miền tục chân tức từ rô bọn thật xôm bọn chỉ tì bưng bàn bọn tha đã rồi nè mà rô thật tha quật chỉ tì bưng năng trời ấy pro
มันอาจจะน่าจะตีเปิงบ่เนี่ยเต้แต่ทางกฎหนังช่วยบ้านพ่ออังเปิงเรียนปีเกียร์ทามวยให้ไอ้กอดดาวโพลเตอร์กับไล่เตรียมประชุมคะแนนกันได้กับไล่หน้ากันได้โพลในเกียร์ทานังเตอร์เกียร์ทาจีบไล่ปานามีนสิกได้ทาขยมจีเตรียมแจทลอบจิ้งจำโกนเมาปุ่โกนแต่งไล่เดซีทลอบสมบัติขยมนั่งเวียนเมาโดยจีอาระตึกเวียบบนลอมคลุนนอเปเดบานทลอบสมบัติอ๋อหายกดดึงขยมจอดโดยจีโกแจหรือกดเซจได้กี่ปลาแรงก้าปุ๊บปีมุนกอดจีเตรียมเมียนหมกหมอดนะไปประชุมกลายสหกุมเตรียมนั่งกอดจีเตรียมเมียนหมกหมอดเราไปมุ้ยเตรียมกี่ประชุมเนี้ยให้ในครั้งสมัยนู้สังคมเตรียมนั่งกี่ทับบอโกนะตัวมรดกเปียปงมาได้ให้มันยังจำปงมาได้กี่ดั่งตกเราไปกี่ประชุมกอดสมลางโพดโพดก็สกอลกอดลือสไลน์ตกสกอลกอดเปียนกอดโพฉันติดท่าลือท่าเชิญจรดประสาเชียงโกนระเบียบนี่ปลัวไทยเชิญจรวดนั่งไอ้ดึงชายกับบ้านตุบคลุนกับบ้านดาวขนมตึกไอ้ตุบดังจื้อเรียไอ้จังนะนั่งบ้านขมายยืนแทบโกนดำสมาเชิญจรวดมวยโยตามันเรื่องนั่งก็ไทยเชิญจรวดภาษาจีนนั่งเปียบปุ๊บนะดอลลาร์โพลจังตื้อกิดังดังตื้อดังปวัดให้โกนกวาดนั่งก็กระปงตะประจมนนดังตึงบุ้นเนี่ยน้องปนเละอัดเห็นอ้อยกิสกอลเลยดอกกิดังกิสราวเชิญปวัดกิก็หาวเปรียมดังเมาสู่เรื่องราวต้องกัดดังเรื่องដល់ដឹងរឿងទៅពោះកាលនោះគឺមានទោសខ្លាំងអញ្ចឹងគេសួរគាត់ហ្នឹងថាតើទៅដាក់កូននឹងដាក់ទោសកូននឹងមិនគេត្រូវរឹបអូសសម្បត្តិពីកូនហ្នឹងមកវិញទាំងអស់ហើយបើគាត់ឲ្យដាក់ទោសមិនគេដាក់ទោសអញ្ចឹងឲ្យដាក់ទោសប៉ុណ្ណាគេដាក់ប៉ុណ្ណឹងតែអញ្ចឹងគេសួររួចទៅកូននោះហ្នឹងក៏ភ័យខ្លាចគេដាក់ទោសក៏ទៅសុំខមាទោសឪពុកហ្នឹងទៅហើយគេនៅទៅសួរទាំងថាតើត្រូវដាក់ទោសកូនហ្នឹងមិនគាត់ថាទេខ្ញុំអត់ដែលមានបំណងសូមបីតែបន្តិចឲ្យកូនគ្រូធ្នាក់ទេធ្វើម៉េចឲ្យតើឪពុកកូនខ្ញុំនឹងត្រូវរើគ្នាដូចតពីមុនទៅខ្ញុំសប្បាយច្រើនវាទឹកចិត្តឪពុកនៅដដែលអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅក៏សុំកមាទោសឲ្យគេដាក់លក្ខខណ្ឌពួកប្រធានព្រាមនឹងគេថាត្រូវមើលថែគាត់ឲ្យល្អបើមិនដូច្នោះទេគេនឹងរររឿងអញ្ចឹងក៏ដាក់ស្នែងសែងគាត់នឹងតាំងពីនឹងទៅផ្ទះចឹងបានយើងធ្វើបុណ្យចម្រើនបជននេះវាយកតាមតំណែងហ្នឹងគេសែងអូវម៉ែអំផ្លែតចឹងទៅអានោះរឿងមែនមិនមែនរឿងធ្វើទេរឿងមែនហើយដល់ចឹងទៅគាត់បានសម្លៀកបំពាក់ស្អាតអីអីចឹងនឹកឃើញគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគំតែព្រះអង្គបរិញ្ញាធានហ្នឹងឲ្យពោលគាត់អត់អាចត្រូវរើជាមួយកូនវិញទេហើយក៏មុនព្រះអង្គមកឆានទៅព្រះអង្គបយលធោទៅសម្រាប់គុណធោទាំងអស់ម៉ែគិតថារឿងមិញហ្នឹងគេតែងតាមលំនាំហ្នឹងពេលគេកលៃឲ្យវាហើយវាប្លែកតិចទៅព្រោះសម័យ Facebook អញ្ចឹងធ្វើ live ទៅមែនទេហ្នឹងហើយឥឡូវសំណួរគឺថាគាត់តែកូនជជែកគ្នាក៏អន់ចិត្តរឿងទាំងអស់ហ่ะបើយើងឲ្យកំហុសឃើញតែកូននឹងខុសចឹងមែនហើយប៉ុន្តែឪពុកហ្នឹងក៏វាមានកំហុសត្រង់តែអាងមានអ្នកជាឪពុកដល់កូនធ្វើអីមិនសមរម្យតិចអាងតែខឹងអាងតែចេញដល់យើងអត់បានដាស់តឿនណាអានឹងវាជាកំហុសរបស់យើងដែរពីព្រោះអីកូនរមិលគុណជាកំហុសដ៏ពិតណាជាកំហុសយ៉ាងពិតតែអារឿងខឹងរបស់យើងក៏ជាកំហុសដែរយល់ទេអញ្ចឹងមិនអូម៉ែខ្លះអាងថាអញងប់អមឲ្យឯងឃើញផ្សែងភ្លើងអានឹងមានត្រូវស្អីថ្លៃប៉ុណ្ណាទៅផ្សែងភ្លើងហ្នឹងហ្នឹងហើយច្បាស់វាល្អដោយសារការពន្យល់បយលឲ្យដោយចិត្តតិចបំផុតណដ្ឋតោសសមោកលៈព្រះអង្គថាគ្មានកំហុសអ្វីស្មើនឹងតោសទេអាកំហឹងអាខឹងអន់ចិត្តអាតោចិត្តហ្នឹងណាអានឹងធ្វើឲ្យខុសធ្វើឲ្យខាតដូចខ្មែរយើងនិយាយថាម៉េចចិត្តតិចស៊ីត្រីអាំងចិត្តខ្លាំងស៊ីដំអំបិលអានឹងមកពីចិត្តគាត់ខ្លាំងដែរគាត់ដើរចេញជួនកាលកូនវាវាំងទៅមកផ្សារអញ្ចឹងទៅហើយយើងអត់មានសេចក្តីអត់ធ្មត់ឬក៏យើងខ្វះអាការអនុគ្រោះគិតថាកូនវាល្ងងម្ដងមកគ្រាអញ្ចឹងណាអាងតែចេញពីផ្ទះអត់ល្អឯងមកថាឪពុកនឹងក៏មានកំហុសដែរបើក្នុងលក្ខណៈបែបហ្នឹងតែរឿងដែលអាត្មាលើកឡើងនេះអត់មានជាកំហុសឪពុកទេព្រោះឡើងផ្ទះវាអត់កើតពួកគេដេញហើយហ្នឹងហើយប៉ិនតែរឿងដែលនិពន្ធវាខណ្ឌលើកូនជំនុំគ្នាអញ្ចឹងអញទៅអាទៅដោយខឹងទៅដោយអីនៅក្នុងធម៌ហៅថាជាលក្ខណៈព្យាបាទហ្នឹងហើយអើអាងតើអើគេអាងតើអីគេខឹងឲ្យទៅដល់សុំទានឲ្យគេដឹងអីចឹងហើយ
ជួបប្រទេសច្រើនណាស់យើងក្នុងក្រុមគ្រួសារជួនកាលប្រើកូនឲ្យកោះខ្យល់បន្តិចមកគេយឺតបន្តិចតាំងខឹងខឹងហើយកាន់តែប្រដាប់កោះខ្យល់នោះអណ្ដងទៅបិទវាក្រាំងអញទៅហួរអាណាកោះឲ្យអញអញពឹងហ្នឹងមានច្រើនចឹងចឹងហ្នឹងយើងអត់រៀនតាមដានចិត្តហៅថាលក្ខណៈព្យាបាលដែរនោះពូធ្វើឲ្យកូនពិបាកពូជាធម្មតាធ្វើគាត់មិនបាត់ខ្លាំងចឹងទេ ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងអត់ខ្ចីពឹងហ្អែងអញទៅពឹងអ្នកផ្សេងហើយបិទវាលឹងក្រាំងធ្វើឲ្យកូនបាក់ចិត្តអាមានចេតនាធ្វើឲ្យគេបាក់ចិត្តហ្នឹងជាលក្ខណៈព្យាបាលចឹងមិនអត់អីសរុបតែក្តីទាំងអស់ទៅយើងជាមានដល់បីបាត្រូវធ្វើម៉េចអស់ហើយឲ្យនៅឡើយកុំចេញទាំងអស់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយវាវា នៅលើការរៀបចំបើដូចជានៅអូស្ត្រាលីនេះចាស់ទៅមានផេនសិនមែនទេហ្នឹងហើយតែបើនៅស្រុកខ្មែរឲ្យកូនអស់ស្រួលទេបើកូនជាកូននៅលីវទាំងអស់ហ្នឹងវានៅក្នុងអំណាចរបស់យើងច្រើនតែតើកូនមានប្តីមានប្រពន្ធហើយអានឹងណានេះគឺសាវានងហើយហ្នឹង ទូលពុទ្ធកាលោកមិញចង់មិនមានន័យថាម៉េចថាសើកំហុសកូនឬក៏កំហុសឪពុកចង់ធ្វើយ៉ាងនេះអីអរខ្ញុំចង់លើកខ្ញុំចង់និយាយថាជួនកាលការរស់នៅជាមួយគ្នាទាំងប្តីប្រពន្ធឬក៏កូនជួនកាលការប៉ះសម្ដីគ្នាធ្វើឲ្យអន់ចិត្តបណ្ដាលយើងទាំងអស់ឥឡូវដូចហ្នឹងហើយដូចអាត្មាខ្លួនឯងផ្ទាល់អាត្មាមិនមែនជាឪបកើតគេ ក៏ប៉ុន្តែកន្លែងវត្តអាត្មាហ្នឹងគេទុកអាត្មាដូចឪដែរពីដំបងឡើយអាត្មាអន់ចិត្តតែអាត្មាចង់រត់និយាយត្រង់ត្រង់កូនចៅអត់ដឹងណាដូចថាកូនចៅខ្លះអត់ស្ដាប់អញ្ចឹងណាអាត្មាចង់អត់ដោចោលនិយាយរួមដឹងគុណញោមស្រីមសាទៀតត្រង់ថាញោមជាដាស់តឿនថាកន្លែងនេះមិនមែនលោកកូនមកផ្ញើខ្លួនកន្លែងគេណាមកបកកើតខ្លួនឯងណាបកកើតឲ្យចោលអញ្ចឹងកំហុសណាកំហុសខ្លួនឯងហ្នឹងណានឹងគាត់រំលឹករឿយៗរឿងហ្នឹង តាមអាត្មានៅពេលដែលមានបញ្ហាអីនេះថាឌឺចុះឡើងចុះឡើងអញខ្វះកន្លែងហ្នឹងទៅទីឥឡូវអានឹងចិត្តកូនក្មេងហ្នឹងហៅថាក្មេងអាយុច្រើនណាយល់អាងោឲ្យអាងរត់ហ្នឹងងោអាងរត់ងោអាងរត់ហ្នឹងអាត្មាហៅថាក្មេងអាយុច្រើនមែនជួនកាល ស្មានមិនថាអ្នកណានៅក្នុងសមាជិកដែលធ្វើការជាមួយគ្នាជួនកាលគាត់និយាយឌឺចេះនិយាយឌឺចឹងហ្នឹងអញទៅឡហើយយើងអត់គិតពីប្រយោជន៍ធំដល់គិតបន្តិចថាចិត្តតែយើងធ្វើហ្នឹងដើម្បីនរណាវត្តហ្នឹងដើម្បីនរណាដើម្បីអីអូហើយដូចញាតិញោមដែលគាត់ស្ដាប់ធ្វើឲ្យគាត់មករស់មានមករស់មនុស្សក្នុងណាមករស់យើងហ្នឹងហើយបើសិនជាខឹងទៅខឹងទៅខឹងទៅមនុស្សបែបហ្នឹងបើសឹកទៅវិញគូឲ្យកូនទេណា ខឹងទៅរត់ចោលកូនគេបាត់ទៀតមែនដល់គិតវែងឆ្ងាយទៅរឿងខឹងអាងរត់ខឹងអាងឈប់ថ្មឲ្យឈ្មោះថាក្មេងអាយុច្រើនងូងូអានឹងងូគុណគណៈខឹងដល់ដល់ចង់រត់ដែរ បើអញ្ចឹងបានជួនកាយអ្នកខ្លះយករឿងពពុតយកមកអាប់ឡាយអត់ត្រូវរឿងពពុតក៏រត់ដែរមែនទេរឿងពពុតរឿងផ្សេងព្រះអង្គរត់ចាក់កិលេសរបស់ព្រះអង្គមិនរត់ធ្វើបាបគេណាមិនរត់ដោយខឹងណាពពុតទៅបួសរាល់ជាតិហ្នឹងមិនដោយខឹងគេទៅបួសទេដោយសង្វេគនិងសង្ខារធម៌ ដោយចង់រកផ្លូវណាដែលល្អជាងនឹងទៅដោយកុសលធម៌មិនខឹងបានទៅឯងអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះគេថាដូចអ្នកខ្លះខឹងប្រពន្ធរត់ទៅបួសហើយគេថាប្រពន្ធក៏រត់ទៅបួសដែរខុសគ្នាខុសគ្នាគេថាគេថាតាមអញ្ចឹងណាគេថាតាមអញ្ចឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែប្រពន្ធរត់ទៅរកផ្លូវដើម្បីមកសង្គ្រោះកូនប្រពន្ធពីព្រោះព្រះអង្គសង្វេគថាអូបន្តិចទៀតទៅ ប្រពន្ធក៏ស្លាប់កូនក៏ស្លាប់បីតាក៏ស្លាប់វាទទួលអានឹងអត់បានព្រោះវាអត់ដឹងហ៎
đấy chẳng phải ông tha từ rô áp mặt tạ đầm bay một chui nè tầng ọc nè không cầm nịnh chẳng ấy nè từ rô nó từ rô cho một chui ấy nè mên rốt trao đời xa trăm kia ọt rô mên đôi chú lua khá nê bánh hốt kích trên từ rô sạch đáy sốc ọt đê bà bút từ rô tốc ta bà lẹ cả nạ khăn rốt rốt từ rô cả lại nè lọ chiền tay bà bút ọt đê rốt từ thơ bạc luôn ấy nè ấy chẳng nè khá tha phụ ông Atma này dùng Atma này dùng sẽ Atma này dùng với tôi là cho bà bút từ rô sạch mây đâm bay sập bài đâm bay say anh đi le ven tới đỉnh đầy anh tham gia nhóm say anh vô anh ấy bịp đôi chân dương đâu không bình ven từng óc này chân tới trong lòng từ lâu đam chiu đọc pua môi nè đâm bay mơ phơi chu nè từng óc này chân tới bờ bên lang đang pua côn phong từ cái điệp buồn phong lang mới đuối từ đó thôi đôi kia chân thổ liền mà bê sân mày top thôm cái đầu từ bên miền chấm băng thử từ tàu sân này và buồn côn chạy cả tàu sân này ta nêu rương phổ phuôn nâng chanh đôi mê tọp lì bù chừng bỏ chân nè, nẹ mơ rương nâng đằng mê tọp nâng khlăng bên xe có hòm bên xe xe băng đáy chứ nè bần đó chọp rương phổ phuôn nè kì lược tọp mô bật phâu dân mà chẳng mấy con mình tự ôn bong ôn bong ôn bong kì bọt chân bảo bọn mình tự rô phâu nâng tế ôn bong một phương phía ngọt bát hồ thôm khởi nhé. Hãy dẫn chết to chùm nuốt bỏ ông à, bỏ ông có cháu đây, bỏ ông cái này đã cháu. Nấu bê để khơi hơi, chẳng bà chạy ra bỏ bỏ ông, miền bấy cứ bút thật chạy ra, đầm bây ở bàn trạc chì bỏ bút. Hãy tí bí nhiên ta chạy ra, đầm bây bỏ bỏ bụi nhiên, hãy nâng lô con ta chạy ra, đầm bây bỏ bụi sạn lô tầng ọ. Hãy nhiên bỏ bỏ ông tầng ọ, bỏ ông bỏ tầng ọ. Vì lên tầng này ọ sẽ đạp bỏ ông ấy để cử thật nặng. Đôi hay nâng sọc bọc bọc bài đà khả mấy có bọn ông sớt tập bọc tầng ốc bọn ông bọc 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 tôi xua bâm bia mấy cái pinh chật đấy cỏi màu pinh chết bâm bia sả bài chật đấy bê bọc ông tập bọc bâm bia ở sả bài chật đấy đây cả tục mền bọn tay nó bê đây bọc ông tra hai màu bọc bâm bia sả bài chật đấy sả bài chật khi ọt cháu bọc ông bên cháu nè rìa hôl nó bê bâm bia ôi tôi xong cùng nọp trò bọc ông tha trọp đại tật tha cốt ao nhưng mà chia hai mươi chia tít chia ra nữa tại vì ở chỗ ai chân tật tha cốt nâng ao nữa đây giờ trọp ao rìa hồ ban sầm rạch bảy hòn bầm pia ban sầm rạch bảy hòn tây ban khơi nâu sẽ chạm thô đôi bỏ ong đài bỏ ong bên đài bỏ bong ngày na dương khơi ta cả lại bài plét nằm hay dùng một viên để cháy hay đọc luôn anh châm một bôn ọt ruo luôn niềm một bôn rót được búa thật thôi đôi bỏ ong màu vô lại rừng rừng bục cô đó là ô ấy vô mô bỏ lòng luôn ấy thôi đôi bỏ ông vô vô kết đít đít á nên người ta mới luôn ấy mà nữ on xoá nâng á chắc bạn thấy đồng nào bỏ xa bỏ rọc lá kê vô tập rác nông này ọt là ô ưu tiêu hò đôi bộ bộ thôi ôi mà nữ xe liệt bẹ khám áo tầng ọ đang kê vô rừng ấy vậy đang kê vô rừng ấy tôi bỏ vô lưu bộ chôn này nè kê vô uniform bỏ lô nè kê bỏ vô lá công ty có thay cột kê vô bộ chôn nó xa máy nô mà thà pol pol bậc cai bây giờ nè, mà mình sắm đau lơ, lo ôm pol pol nè, cứ cầm mà bị ba cái đúng không? Nè, vui dân hai thà sắm máy pol pol, chăng? Dân hai thà pol à pol, nè cứ thà, ôi ta cầm mà bán dân hai thà pol pol à thằng ngon nè. Của mình đẹp bậc cai bây giờ chăng? Có thà đập tung ngụ cả ba mỏng, trâu mỏng. Kỷ lực mấy thà sọc dân cò. Nè nghe, nè vô vô ưu tiên ho lục song vô tàu prá ban bây giờ vô bây giờ chạm vô nữa. Dân mưa. Lúc xong á, lúc bà ta mà bùa đôi khỉa ta mà gặp lê. Bạn ạ, rùa nâu bàn đôi kê đôi ai chăng. Ai dương mên à khăn nông, mên à khéo, mên à khó, mên à bài toàn, mên à. Sẽ chờn bê khăn à khó áo nông với chùm nai thôn thiên cháu lọt bớ nà. Dương tự xuyên liệu rùm khỉa mà bê sân phơ sọc ở miên sân. Chẳng mà màu ngọt khỉa nâng tàu. Ồ, mới tiếc cái thai dương á. Dương mơ, ta kà nà hộp rùm dương chẳng anh chẳng đôi lúc xong mà vót lúc chăn mà bê đôi khỉa, mà hộp đôi khỉa, cắt một thoi ca chùm nai. Hãy dưỡng à hộp riêng riêng khuôn nó bị chênh bị stuck time đi time nó bố bia phêch ạ cháu đôi tật kìa dưỡng hộp rùm kìa mà phê sân mà kìa sân cái vô rương ưu tiêu hoa bỏ lột xong vô tật thơ chẳng hay mình vô tật thơ bàn lọ đi lột nè vầy cả bà từng lột nâng tiên ôi tật liệp bẹt khám áo tầng ọ chôn cá vô rương là ọ rồi bỏ cô là ọ mà mình tự apply rương là ọ tay đầm bay bẩn lọp mà nước đầm bay rung mà nữa ở chưa rương nắng kì vô rương bộ cô lõ nó vô màu dày hay mấy kia bộ phút ôi lột tập búa mên tập bộ ọt bài dân ná ôi chăn cho ai ta mên á hay nữa ôi tập chăn rùm rùm mền
mà tia lên co mà cái bông ấy rùa men ta vừa ban sầm ra chứ à nó vừa tới tầng pê chứ mình đấy một phút lâu cả đào ta thì nó tàu pê à tư sự liệu đôi khné có vô lục sang chịu tia họ à tàu hộp rùa một khné có vô lục chịu tia họ à ai nhớ chục khné mới một phút có vô một phút chịu tia họ có được bu vô credit luôn này sao nó nó khó khné đấy năng chẳng miền này tiệt đấy ở hải nhóm cân na trong số đại quân bị rừng đại bịa kê khá tàn dây ra chả hơi trôn nâu vật nâu hoa tư muốn nâu tiệt thử ấy mình kết tâu nâu vật nâu hoa chả hơi trâu tận nâu vượt nâng trâu là gót đại quân nhóm tha trâu mù là hết ấy đại dương chả hơi dương tận nâu vượt tâu oi lụ bầm rá rư cò tàu tàu thưa ấy là tàu gần đường dương thả tàu đầm bay thả dương miền cẩn lăng còn liang tàu dương tàu đầm bay đầm thực này đôi chừng hàn và kền lô cái thay dương bàn bòn cho bờ dương tàu chả hơi tận nơi vườn bình vườn nói lô về tận nia nâng tàu đôi không cần ná bờ chặt không cần ná đôi ọt tàu qua đại côn miền miền phụ nữ ca giang mạch đầy khi ông bật nắp tươi thở ọt trâu bây dân tự riêng thô chạp bật nè gồm ấy đấy ở bây dân tự riêng tự bật bật đó nè nâng chạc mê mình xung khăn này vì bật nè của bạn đây ôi tận đâu sẽ đập bàn bên là đã oi từ đầu vọt từ món nó đằng đầu thời ấy đôi nhôm thà chẳng á, bắt mang ngày muốn từ vọt Việt Nam, khi nè thôi ca đầu vọt sắc mình không ấy nhá, một ngày từ đấy kỷ lụa đồ nè restaurant đầu vọt chẳng tới đầm bay vô prạ chấm đánh đã vọt kì ấy chẳng được, đợi trả chẳng tôi lụa xây cát, thôi về ọt ca, vấn đề bệnh dây pika tôi sắc xa thua tôi bạt để bạt thua, chả mình sầm khăn là chả có bán, mình có bán nè. Tại bờ nét để bắt đầu bắt thua chạp bàn phòng mênh tên cực mình. Cô cha mà chá cha sự đáp cô một người vô vì là chạp về ọt toán là phê con về việc sau ấy là frequency nâng việc sau ấy nâng này nhận nhóm bị sao mất đăng này nhận nhóm đâu không mênh tên nhấp bà mà nước pin nhận dây tầng xong kháng dương chạp bàn đường pì vì căn là cha tích bậc pháp đạo này nét ban này nắng này mà nét tiết ớt này vụ việc sói vì vì lên lớn đó dù 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 vậy đọc mắt chập bắt buồn phải mắt chập bắt từ bắt từ bắt từ đôi riêng mà hà báo chẳng đây từ đạp thua dốt cột lìa phổn từ bua ấy phổn vò thả mấy bọn ấy nộp tiền sân tới chăm cha chăm từ bua ban có tháng phổn ở viện giờ viện bọn mình nữ cha chỉ ở viện giờ viện mình sẽ đạp bằng cọp tê phổn ấy chăm ơi bọn cha nó từ phương mấy bàn lõ nè bố cha cả nhà cha vì lấy đam vào có với chung và chiên đá trong chiên từ đấy bị tẩy nọ mày đấy từ xe chân đấy trong cu ở bên trái bị tẩy trọ vì ở đôi thì chân bon từ từ một phần thôi nó bị được cẩm lăng đầu miền nên giờ mày vừa phun nó cứ vô thôi cứ vô chân đại dương ở vô thà cha chăm từ vọt như là nhô sân ở thà vô từ nay cái lấy mờ một cái nữa vấn đề ba đồng nào từ rồi thôi never too late cha mấy cô bạn đây bờ mình chấm còn đâu ai vô ở rum chỉ biết sắm rạp cha năng đây vấn đề bờ khẩn là từ vật tế được côn không này tha bờ quạt lên cao đây ở tuần đầu vật đó là năng năng đừng cao để ấy với tuần đầu vô lộ mê nông anh năng này bờ bờ năng mùi tiền đấy nhôm cần ná miên dục bò thà mình đừng chỉ khâu trời để con cá sấp thưa tê sna cha cha mình sủng khăn được khmer thì bậc khmer cua sấp
ធ្វើទេសនាឲ្យបានច្រើនជាងចាស់ព្រោះចាស់ជីវិតចាស់ចាស់ការរស់នៅនឹងការអនុវត្តហើយការចេះដឹងនោះវាមានដូចថាបើទុកជាគ្មានក៏វាដូចមិនសូវមានអត្ថន័យឲ្យប្រមាណណាប៉ុន្តែដូចក្មេងក្មេងណាគួរតែស្ដាប់ព្រះធ្វើឲ្យបានច្រើនដើម្បីការរស់នៅក្នុងរវាងគ្រួសារនឹងឲ្យបានសុខស្រួលសុភមង្គលចម្រើនជឿនលឿនការប្រដៅកូនចៅបានល្អខ្ញុំកណាមានយោបល់អញ្ចឹងប៉ុន្តែដូចថាទូទៅភាកច្រើនបង្ខំឲ្យចាស់ចាស់ទៅស្រាប់ធឿក្មេងក្មេងជួងកាលវាប្រដៅពួកចាស់ចាស់អញ្ចឹងទៀតណាទៅស្ដាប់ធឿទៅស្ដាប់អាទៅមិនមកចាស់ហើយមិនមិនទៅវត្តទៅស្ដាប់ធឿស្ដាប់អីតែវាវត្តស្ដាប់ខ្ញុំក៏អត់ស្ដាប់មុនyeah you ហ្នឹងហើយអឺឆ្លើយតបញោមចាស់បន្តិចថាបើអាត្មាថាយ៉ាងអូលអា VIP person I think ក្មេងឬក៏ចាស់សិតទៅ VIP ងោះសម្រាប់អាត្មាណា VIP mean very important person ក្នុងន័យដើមរបស់ពាក្យហ្នឹងគេគិតរឿងអីផ្សេងហើយប៉ុន្តែអាត្មាយកន័យទៅ V ហ្នឹង very I important P personព្រះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទៅប្រោសតែអ្នកដែលមានឧបនិស្ស័យអញ្ចឹងអ្នកមានឧបនិស្ស័យទាំងចាស់ទាំងក្មេងហើយមែនទេណាចាស់ត្រូវស្ដាប់ធម៌មែនព្រោះចាស់មាននេះច្រើនហើយម្យ៉ាងទៀតចាស់មានពេលខ្លីជាងក្មេងដោយច្រើនណាព្រោះបន្ទាប់ពីចាស់ហើយវាអត់មានមកក្មេងហ្មងទៀតទេហ្នឹងហើយប៉ិនខាន់ថាបើសម្រាប់ថាស្ដាប់ហើយអាចខ្លាយជាមនុស្សចេះដឹងពយល់គេក្មេងល្អមែនពីព្រោះក្មេងនៅមានពេលយូរតទៀតសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែបតន់ពេលបតន់ហើយគឺចិត្តផុតវីសាហ្នឹងគឺត្រូវតែបតន់មែនទេមែនទេការធ្វើល្អការយល់ដឹងហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចយើងដាក់វីសាអញ្ចឹងយើងធ្វើការអីតែចិត្តផុតវីសាត្រូវតែបញ្ញាប់ជាងគេនៅច្រើនឆ្នាំទៀតមែនទេមិនអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំកណ្ណាខាងវិញវិញណាវាខ្មែងវិញវាអត់ព្រមស្រាប់ព្រោះតែតែឲ្យតែចាស់ចាស់ទៅស្រាប់ទៅហើយខ្ញុំណាថាឯងខ្មែងត្រូវស្ដាប់ណែហើយក៏មិនទៅស្ដាប់អឺដល់អាយុដោយសារអញ្ចេះព្រោះការយល់ដែលថាខ្មែងមិនស្ដាប់ចាស់ត្រូវស្ដាប់ហ្នឹងវាស្រាប់ព្រោះពេញប្រទេសហើយវាធ្លាប់តែចេះតែពិចាស់នឹងដែរក្មេងក៏មិនគាត់កើតមកមិនមែនអញ្ចឹងទេបើកើតមកពុកម្ដាយគាត់នាំស្ដាប់តាំងពីក្មេងអត់អីទេពួកពាក្យថាចាស់បានស្ដាប់ធោះគាត់លើតែពីម៉ែគាត់ដែរនោះមែនទេការគាត់ធំល្មមពេញជាទួងហ្នឹងគេបបួលគាត់ស្ដាប់ថាអញមិនតាន់ចាស់ម៉ែមិនថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាតទៅកូនដល់កូនមិនចេះតែពីម៉ែនោះពោះ concept ហ្នឹងម៉ែឪអ្នកបដល់ឲ្យ
đó chẳng về xa pro tới vấn đề mình nuôi dưỡng á tiền khmer tiền cha mình đã chọn ban là bỏ cọ em này nè cứ bật na vô tay là bỏ là ồ vấn đề đời xa về ca vô chở lâm nắng về chở lâm tăng với cha cha tơ mày ban về chở lâm đòi khmer tiền nằng ờ khẩn đáp đáp thố đinh khmer 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 tàu cá cha cha đáp thố khấy nhé khẩn sập nắng dương ỏi về dương ỏi về khấy nhé nâng à cha cha đinh khmer mẹ thọp sau đây ơi lùa cha muối được quật nấu sau quật phơi thầm mà cà phong sau đây lực tìp giờ lực tìm muối sau đây khang lực tìp sau đây tiền còn là pel hiệp sầm đay thua chân tóc quật đỉnh há không anh không anh tục đau lên nhở chứ ngay tục ở cha cha đạp thua chân xua thay nè 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 vừa điên oi chẳng nè nè thay vừa điên thay cha đạp với oi không anh tục như ngay núng cha cha núng à đó hết mà thay thay là ớt mà ớt thế nó lâu cào cái tê là màu bạc hàng chặt chặt nó bạc hàng ấy không mấy màu bạc hàng ấy mà tê tầm đầu không mấy nhá mang đi tiền rương vẫn ôi chơi lời từng song hàng mang đi tiền rương prap chmu prap ấy prap mấy cái cam mui pì bay chân tới ấy mà xua xa lăng vinh ấy không mấy chơi lời đuôi từng ngọ rồi xua chặt chặt bếp 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 si mà ta khơi nhá không mấy nhá đuôi ạc quỳ can phương chân à dương bà co ca ấy kia dương đoạn miền vị thi ở rung nét đình ở tập trung ngày chân xua thật ta concept mùi để dô thật chạp bàn sạp năng nền nền đẹp đó lời của mình chạp chạp năng ảnh thốt nha không ai nghe nháy chỉ biết ra chạp chạp nâu vọt năng không ai tâu vọt không ai lô la hay chứ ọt thật lọc không ai chứ đối với dân sạp thua chân tụi bây miền không ai châu mò nhiều ra ấy khá dân ạ nó cứ đuổi cái này tâu mê này ọt nè khá gọt chân sạp thua đấy bởi miền con tụi dùm nhé nháy dân chạp khăn gọt ôi miền con không ai chứ thì vô mau khá nhé dương anh tơ ọt ạ nó cứ đuổi cái này nát đây miền đất con không ai phong bay màu sạp phong nghề thơ chăng bán anh nó cứ đuổi tâu không ai dùng ấy dùng khá tâu dân ạ nó cứ đuổi tâu anh nó là dân đồ xung cung nâng phì dân tâu chứ không tâu chọn về bố thamá thơ lọc phì môn buôn đọc mà phê cho nam môn thamá thơ lọc ở điên khám mê đó khám mê máu cha cha nông vót có chết thật khẩn thật khám mê màu vẻ vô ra hay thamá hào khám mê màu bà rộp rồi nè cả nóng á mau như bị sốt thô lòng bồi bê phơ bông mà đong đong hốt tung chiết tung xa xa khám mê sốt lòng bồi bên cha cha cơ thật khẩn có khăn nâng vô khám mê máu ấy à vô ra chương cao viên một lột bạc tục bạc cao ấy ấy chắc hay cho hàm mách hào thật khám mê mê nế mê nế à lâu tô để khám mê cho chân sẽ đáng mau viên nà khăn khám mê máu chương cao nào khám mê máu khám mê ban bây giờ sẽ thế mau tập bổng plan ấy cót chọn ở tầm nước cha cha máu ăn rầy lôi không ấy đó khám mê khám mê miên ban vô lôi máu ấy khám mê hai thầm mê ở rốt score khóa ở khám tiệt bài cho tao riêng tao thoa anh công tao bây giờ bột bộ vọt chàng cho sao là thô ấy khá khá tao chạy co khóa khá tao chạy sập hâu khá tao dân mê tao ổ mùi khám mê anh nó bà dân bà đọc khám mê mình chăng mê nọt mê nọt nên nè nè bà co cả ở khám mê với tôi tao dương tao ngó khám mê nông nâng ai bố nâu tam sốc xa chân bắt mà lưu thành chăng đôi cả thân này chăng còn vậy thà à ô nó chăm tiền sân á mai tôi sẽ đạp thua chẳng mai đạp thua chóp mai mà bên chẳng còn anh tôi mơ là khôn nè nè phải đo lại cồn chẳng mà tôi bị mai á tôi ngon mà bị cha cha phải đo lại cái này chẳng mà giang tiền của dân nè đam dân nè bậc cao đây dân nè đam nè nè hay mà giang tiền đây mà tha chẳng bà thua nâng viên miên bà giói bất xâm rạp xứng cúm á cái mình chào lê khám mênh cả đòi đích nẹ xa đạp thamá thỏa ngay đẹp nhà messenger mô thamá phía chán xa khám mênh hai đây khá là kà mà có nâu của rê khá là nâu ẩm rích nâu ấy nâu bà tếp xinh xinh á xa khám mênh mênh nẹ prao Facebook để mơ thamá lại mơ ấy nè dô lê môn mai tựa lờ dô lê tựa ôm phép thamá bà bạc bà dô lê mai mênh mai dắp mô mai chưa tập đây tập đà không may lắm vừa ấy của bà con nâu lọ có toàn bạn nọt nó không là chìm nửa đẹp đá nâng này đọc với con dốt đôi mà tha mình nữ tạ ca này dốt thật sự mình phải giỏi ấy còn mình tạo đào viên tế con tế đầy xa ấy đầy xa dương phơ bình miên buôn khả nạt chẳng bệnh chẳng bánh mà tha xoan tình yêu thua thông mà đà cũng đã thật mà tế xoan tình yêu thua thông mà đá mình đây thành nhân nhóm ai bình chênh mà tệ bàn
ើងអាចឆ្លៃឆ្លងគ្នាបានហ្នឹងដែលព្រះអង្គថាធម្មសាកច្ឆាជាមង្គលដ៏ឧត្តមសន្តានធម៌ហើយដូចយើងធ្វើតាមរបៀបរៀបរយពេកអាហ្នឹងតែក្មេងធុញក្មេងធុញមិនខ្មិចជាមើលអាត្មាទេតារបៀបរៀបរយដូចក្មេងអត់ចូលចិត្តចាប់មកចាចាត់តារោទិហាមីវត្តធន្តោធគឺពោទាំងឡាយ4ប្រការអាយុសូមឲ្យមានអាយុវែងយឺនយូរវណ្ណៈចុងតំខ្សែអញ្ចឹងទៅសូមឲ្យចម្រុងចម្រើនដល់អស់លោកអ្នកសាធុសាពរស់ទាំងឡាយនេះមកគេនមស្ការរហូតអញ្ចឹងទៅតតនន្តរង្គធម្មង្គេសេសាមិបន្តបន្តអំពីនេះទៅខ្ញុំព្រះករណាអាត្មាភាពនឹងលើកយកធម៌មួយកន្លែងមកសំដែងសាធវោអស់លោកអ្នកសាពរស់ទាំងឡាយឃើញទេធុញទេអារបៀបប្រពៃណីគេទេអញ្ចឹងហើយទេអញ្ចឹងញាតិញោមនៅស្រុកថ្មាគាត់ស្ដាប់3ម៉ោងអីនោះប៉ិនក៏ដាក់ខ្នើយមួយនៅមុខចាលោកណែហើយដល់ពេលប៉ុន្តែថ្មាអស់ចាមួយយ៉ាងឲ្យទៅលោកថាការសំដែងរៀបរាប់មកប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏សមគួរដល់ពេលវេលានឹងបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងញាតិញោមភ្ញាក់អស់លីងសាធុភ្នែកដឹងក្ហមហ្នឹងហើយអត់ដឹងអីហ្នឹងហើយអត់ដឹងអីអញ្ចឹងយើងបន្ទោសក្មេងអត់បានស្មានថាក្មេងគឺជាពូជដ៏ល្អអញ្ចឹងបើយើងបដោសក្មេងអត់បាន something wrong ជាមួយនឹងការបដោសរបស់យើងហ្នឹងហ្មងស្មានទុកក្មេងដូចជាក្របធុញជាតិអញ្ចឹងដាំល្អឬមិនល្អគឺម្ចាស់ហ្នឹងឯងមែនទេគំនូល្អគេមិនបន្ទោសគំនូទេគឺបន្ទោសអ្នកគូចម្រៀងមិនពិរោះគេមិនបន្ទោសអា production ដែលផលិតហើយថាវាមិនពិរោះគឺគេបន្ទោសអ្នកច្រៀងវាកវាមិនកើតនឹងអាតំណាំមិនល្អគេត្រូវបន្ទោសអ្នកដាំខ្វះបច្ចេកគេទេណានាជាអ្នកដាំយើងហ្នឹងលោកហ្នឹងញាមម៉ែឪនោះជាអ្នកដាំឲ្យទៅជាយ៉ាងណាហ្នឹងហើយហើយរឿងការតាមដានអប់រំចិត្តតែបងលើកឡើងនោះណាការមិនដឹងចិត្តខ្លួនឯងនេះមិនមែនត្រឹមតែជារឿងសាមញ្ញរបស់យើងធម្មតាទេថ្មែសឹងនិយាយថាអ្នក psychologist ទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលហៅថាអ្នកចិត្តវិទ្យាអ្នកស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងក៏មិនដែលស្គាល់ខ្លួនឯងទេពីព្រោះអីពីព្រោះកាលណាគាត់ស្រាវជ្រាវពីចិត្តហ្នឹងគាត់ទៅសិក្សាពីគេមើលមនុស្សទៅដោះស្រាយមិនត្រូវដោះស្រាយមិនគឺសិក្សាពីគេរហូតដល់អញ្ចឹងអត្រានៃមនុស្សដែលរងសម្ពាធពីសង្គមគឺអ្នក psychologist ហ្នឹងហ្មងគឺអ្នកចិត្តវិទ្យាហ្នឹងហ្មងអ្នកចិត្តវិទ្យាខ្លះយូរចងកក៏មានដែរយូរកាត់ទុករឿងគ្រួសារដោះស្រាយចេញពីព្រោះអីទៅរកតែវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយគេដោះស្រាយគេរហូតណាដូចថ្មអាន psychology ឬក៏ counseling ស្អីគេទៅអត់មានរូបមន្តស្អីមួយឲ្យជាក់លាក់គឺអាស្រ័យទៅលើការសង្កេតអាស្រ័យទៅលើស្អីគិតពីគេនោះតែអត់ដែលព្យាយាមរៀនពីខ្លួនឯងទេនឹងអ្នកដែលអត់យល់ពីខ្លួនឯងមែនទេគឺពួក psychologist ហ្នឹងហ្មងវែងទីបំផុតហ្នឹងវែងហ្មងអញ្ចឹងចិត្តជាធម្មជាតិគ្មានរូបរាងក៏ប៉ុន្តែមានសភាវៈជា energy ជាធម្មពលមួយនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងมันមានជារូបភាពក៏ប៉ុន្តែជាធម្មជាតិអាចសង្កេតបានហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គរួមបញ្ចប់ទុកនឹងគឺត្រង់ដែលសម្អាតចិត្តនឹងហ្មងប៉ិនយើងស្រួលនិយាយពេលថាសម្អាតចិត្តប៉ុន្តែវាទល់តែយើងដឹងថាតើស្អីជាគ្រឿងមិនស្អាតបានយើងសម្អាតវាកើតហ្នឹងហើយបើយើងអត់ដឹងថាស្អីជាគ្រឿងមិនស្អាតរបស់ចិត្តទេសម្អាតវាអត់បានទេដូចញាតិញោមខ្លះគាត់លើកសំណួរញឹកញាប់ណាស់ថាខ្ញុំមិនចង់ខឹងទេវាចេះតែខឹងហ្នឹងណាខ្ញុំមិនចង់ចាំវាទេវាទេតែចាំរឿងដែលអាក្រក់ណាហ្នឹងហើយខ្ញុំទ្រាំដែរតែទប់វាមិនបានហ្នឹងហើយ
មកពីអីថាមកពីយើងមិនតន់សិក្សាពីបរមត្តធម៌មួយមួយនឹងឲ្យឃើញថាវាជាវត្ថុមួយមួយផ្សេងផ្សេងពីគ្នាវាមិនមែនជាយើងនៅពេលដែលយើងខឹងដែលយើងអន់ចិត្តយើងកាត់ depression អីហ្នឹងដោយសារថាមានអញនៅក្នុងនឹងមានអញនៅក្នុងនឹងហើយយកស្អីមកធ្វើអញយកអាខឹងហ្នឹងយកមកធ្វើខ្លួនឯងក៏ប្រើពាក្យថាអញខឹងអញខឹងណាស់អញធំបាននេះធ្វើចឹងចឹងអីវ៉ាណោះមែនទេយល់ថាតួខឹងហ្នឹងជាខ្លួនអញហើយឲ្យមនុស្សទៅលះខ្លួនឯងចោលមិនកើតបើគាត់យកអាខឹងមកធ្វើខ្លួនឯងហើយហ្នឹងវាទល់តែឃើញគាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងសិក្សាឲ្យឃើញថាអាខឹងហ្នឹងមិនមែនគាត់ទេវាជារោគមកកំទេចផ្លូវចិត្តរបស់គាត់វាទល់ឃើញអញ្ចឹងដូចគ្នានឹងមេរោគដែលកើតក្នុងខ្លួនយើងអញ្ចឹងណាទោះបីវានៅក្នុងខ្លួនមែនមេរោគអរូកាយនេះឧទាហរណ៍ថាមីក្រូបមួយយ៉ាងវាកើតជាមេរោគគ្រុនចាញ់វាកើតនៅក្នុងខ្លួនយើងមែនតែយើងច្បាស់ណាស់ថាតួមេរោគហ្នឹងមិនមែនយើងទេមែនទេទល់តែឃើញថាតួមេរោគហ្នឹងមិនមែនយើងទេទើបយើងទៅរកថ្នាំដើម្បីលេបកម្ចាត់មេរោគហ្នឹងចោលតែបើយកអាមេរោគហ្នឹងជាអញមិនហ៊ានលេបទម្លាក់វាមិនបាត់អញហ៊ានទម្លាក់ចោលទេព្រោះយល់ថារោគហ្នឹងជាអញហើយមិនហ៊ានទេទៅពេលថឹងលេបសម្លាប់មេរោគហ្នឹងចោលទៅហីអារោគហ្នឹងអញនៅក្នុងខ្លួនអញមែនទេទល់តែឃើញថាវាជារឿងចង្រៃមកកំទេចសុខភាពផ្លូវកាយរបស់យើងទើបយើងមានបំណងដើម្បីកម្ចាត់វាចេញយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងអា stress ក៏ដោយអាតូចចិត្តក៏ដោយខឹងក៏ដោយទល់តែសិក្សាឲ្យឃើញថាអាហ្នឹងមិនមែនយើងទេវាជាមេរោគផ្លូវចិត្តម្យ៉ាងតើកាលណាវាកើតមកបំផ្លាញសុខភាពយើងហ្មងអញ្ចឹងថាយើងជាតួចិត្តរបស់យើងហ្នឹងទើបយើងអាចមានឱកាសដើម្បីនឹងreduce វាចោលទើបយើងមានឱកាសដើម្បីចម្រើនតាមដានកំចាត់វាចោលបានអញ្ចឹងជាដំបូងបំផុតកុំតន់ថាកំចាត់យ៉ាងម៉េចរៀនឲ្យឃើញថាតួខឹងតួស្អប់តួច្នែនតួខ្នន់ខ្នាញ់តួមើងងាយមើលថោកតួប្របាក់ចិត្តអីទាំងអស់ហ្នឹងណាទាល់តែសិក្សាឲ្យឃើញថាជាមេរោគផ្លូវចិត្តហើយមិនមែនខ្លួនឯងឃើញជាមេរោគហ្មងឃើញជាតួចោលហ្មងឃើញជាតួសត្រូវហ្មងកាលណាយើងឃើញថាវាជាតួសត្រូវយើងលែងគ្រប់គ្រងវាហើយមែនទេតែបើយើងច្រឡំថាអាខឹងហ្នឹងក៏អញអ្នកខឹងអាច្នែនហ្នឹងក៏អញអ្នកច្នែនព្រោះគេលើសអញយកអាហ្នឹងមកក្តោបជាអញអញអញអញក្តៅទៅក្តៅទៅក្តៅទៅក្តៅទៅអត់មានថ្ងៃរសាយឡើយព្រោះយល់ថាអាហ្នឹងជាអញស្មាឧទាហរណ៍យ៉ាងទៀតឧទាហរណ៍ថាមនុស្សចោះនៅក្រៅពីខ្លួនយើងចោះមនុស្សនឹងមកធ្វើល្អគ្រប់យ៉ាងដាក់យើងរហូតដល់យើងគិតថាជាគ្នារបស់យើងប៉ុន្តែនឹងทริกឯណាមកប្រឡំដើម្បីយកទ្រព្យសម្បត្តិយើងមកប្រឡំដើម្បីចង់រំលោភបំពានកូនប្រពន្ធយើងអីចឹងឯងប៉ុន្តែគាត់ធ្វើជាមួយយើងល្អរហូតដល់យើងទុកចិត្តថាជាមនុស្សល្អប៉ុន្តែយើងដាក់កាមេរ៉ាយើងដាក់កាមេរ៉ានៅផ្ទះយើងតាមដានណាតាមដានថាពេលកូនស្រីយើងគេងចិត្តគាត់ចង់ទៅលូកលាន់ឧទាហរណ៍ចឹងដឹងឃើញច្បាស់ចឹងឯងដល់ពេលយើងមកវិញគាត់ធ្វើល្អដាក់យើងទៀតហ៎យើងទុកចិត្តទៀតហ៎ឃើញអំពើរបស់គាត់ហ៎យើងទុកគាត់ជាគ្នាយើងទៀតហ៎ No ឲ្យតែឃើញភាពអាក្រក់របស់គាត់នឹងពិតប្រាកដទោះល្អជាមួយគ្នាប៉ុណ្ណាមកក៏ដោយក៏មិនអាចយកធ្វើជាមិត្តបានទៀតដែរយ៉ាងណាមិញកិលេសក្នុងចិត្តរបស់យើងភាពប្របាក់ចិត្តភាពតបប្រមល់កាលណាយើងតាមដានឲ្យឃើញថាវាមិនមែនជាយើងហើយជាតួមេរោគផ្លូវចិត្តដែលតែងតែចូលមកបំផ្លាញផ្លូវចិត្តរបស់យើងយើងប្រកាសជាគ្រាកពីវាប៉ុន្តែរាល់ពេលដែលកើតឡើងហ្នឹងតាមដានវាដូចយើងដាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពសតិជាតួកាមេរ៉ាឲ្យឃើញថាអូខឹងកើតភឹបដឹងថាអូមេរោគកើតទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងវាកាត់បន្ថយពីរឿងខាងក្រៅឃើញទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរឿងខាងក្នុងត្រូវតែយកធัวខាងក្នុងដើម្បីតាមដានគឺសតិនិងសម្បជញ្ញសម្បជញ្ញៈហ្នឹងឯងនៅនិយាយច្រើនទៀតណាប៉ុន្តែលើកប៉ុណ្្នឹងសិនចុះចាប់ហ្នឹងណាចាំបានណាអស់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងចុះព្រោះងែកនេះស្មែបរៀនផងបើអញ្ចឹងបញ្ចប់ហើយស្មែអត់សុំអត់តព្រោះងែកនេះស្មែត្រូវបរៀន